Xin chào anh em ha. Hôm nay Tùng đang có một cái thiết bị của bên FPT Shop tặng kèm khi mà mua cái chiếc Galaxy S8. Đó là cái F Plus, nó là cái thiết bị ở đây. Thì hôm nay Tùng sẽ có một số cái chia sẻ của mình về cái thiết bị này, xem nó có cái gì hay, những ưu điểm và đặc điểm của nó, cách thiết lập như thế nào. Xin mời các bạn cùng theo dõi ha. Rồi, để sử dụng cái thiết bị F Plus này thì anh em sẽ cần tải một cái ứng dụng trên Google Play, nó tên là F Plus. Thì anh em cứ search cái tên đúng đi chăng như vậy là mình sẽ tìm được cái thiết bị này thôi. Mình sẽ mở cái ứng dụng lên ha. Thì ban đầu thiết lập thì nó sẽ yêu cầu các bạn là nhập cái số điện thoại mà nó gửi cái mã OTP về để kích hoạt cái ứng dụng này lên. Thì sau khi mà kích hoạt xong thì chúng ta chỉ việc là bấm vào cái thêm thiết bị mới thì chúng ta bắt đầu kết nối. Thì chúng ta phải kết nối bằng Bluetooth nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối thử cho các bạn xem. Bắt đầu. Xin lỗi là cái này chúng ta cần phải có kết nối internet ha, thì mình sẽ tiến hành kết nối vào internet. Rồi, internet của mình đã kết nối thành công thì mình sẽ bắt đầu kết nối nó. Thì ban đầu nó sẽ tìm thiết bị của chúng ta. Cái thiết bị này mình sẽ kích hoạt nó lên. Rồi bây giờ nó sẽ hỏi chúng ta là có nghe thấy tiếng âm thanh phát ra không, chúng ta bấm vào đó. Rồi mình sẽ đặt cái tên cho mình ha, ví dụ như mình đặt cái tên này là Tùng F Plus. Mình sẽ bắt đầu thành tốt. Rồi xong như vậy là mình đã ghép nó thành công rồi, đây là cái thiết bị của Tùng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng nó để mua một số cái tính năng hay của nó cho anh em xem. Là cái tính năng đầu tiên của nó thì mình sẽ nói đó là cái tính năng đi tìm điện thoại của chúng ta. Thì khi mà các bạn đặt điện thoại mình ở đâu đó trong nhà và chúng ta không biết cái thiết bị mình đang ở đâu, chúng ta có cái thiết bị này rồi, chúng ta chỉ việc là bấm nó lên thôi. Bây giờ mình sẽ bấm một cái, điện thoại của chúng ta nó sẽ phát ra tiếng để chúng ta tìm thiết bị của mình. Bấm thêm một cái nữa để nó tắt. Đây là một cái tính năng rất là hay, khi mà bạn đặt thiết bị trong nhà mà các bạn quên mình để ở đâu thì mình sẽ kiếm được ngay lập tức. Rồi, đó là cái tính năng thứ hai mà Tùng muốn nói tới, đó là cái tính năng Tùng thấy rất là hay. Đó là khi chúng ta đi ngoài đường, chúng ta không có mạng internet và chúng ta đang gặp một số cái vấn đề gì đó về thiết bị và sản phẩm của mình, chúng ta cần liên hệ với bên phòng kỹ thuật của FPT, thì chúng ta chỉ việc là sử dụng cái thiết bị này, chúng ta bấm giữ nó. Quên mà phải bấm cái ứng dụng lên ha, mình sẽ bấm giữ cái thiết bị một chút. Thì ngay lập tức là nó sẽ gửi một cái thông báo là bạn đã gửi một cái yêu cầu chăm sóc khách hàng tới FPT Shop, và trong vòng 5 phút thì nhân viên của FPT Shop sẽ liên hệ với chúng ta để tư vấn và giúp đỡ hỗ trợ kỹ thuật gì đó. Thì đây là một cái tính năng mình thấy rất là hay, nhất là các em đi chơi xa mà chúng ta vào những cái vùng không có internet, lúc đó thì cái tính năng này sẽ rất là hiệu quả cho chúng ta. Cái tính năng thứ ba cái thiết bị này thì nó sẽ giúp chúng ta đi tìm những cái thiết bị mà mình gắn cái này vào. Thì cái này nó giống như là một cái thiết bị để mà bạn chùm chìa khóa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ kết nối với chùm chìa khóa. Thì ví dụ như là cái chùm chìa khóa này thì mình sẽ kết nối cái thiết bị này vào đây, ví dụ như vậy ha. Thì mình sau khi kết nối vào thì mình sẽ đi tìm cái chìa khóa của mình, mình sẽ bấm vào đây và mình chọn cái tính năng là rung rung là spec picture. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì cái âm thanh này nó cũng không có quá to. Cái vị trí chúng ta biết là chúng ta đang gần ở cái thiết bị của mình, thì có thể là trong bãi xe các bạn sẽ biết được là mình đã gần tới cái chiếc xe của mình rồi. Thì cái tính năng này cũng tương đối hay thôi chứ cũng không phải là quá hiệu quả, vì cái tiếng âm của các bạn cũng thấy là nó hơi nhỏ ha, nó cũng không có phát ra cái đèn chớp chớp này, mà trong tối chắc cũng không ai thấy đâu, nhưng mà nói chung là cũng được thì cũng được. Cái này dùng để chúng ta kiếm những cái giống như là cất giữ lâu gì đó, thì các bạn gắn cái này vào là tất cả những cái tính năng mà chúng ta cần biết về cái sản phẩm phần mềm của FPT Shop. Khi các bạn mua cái chiếc Galaxy S8, S8 Plus trước tại FPT Shop thì chúng ta sẽ được tặng cái món quà nhỏ xinh xinh này. Mình nghĩ thì cái ứng dụng này tìm được trên cửa hàng Play, cho nên nó cũng sử dụng được với những cái thiết bị Android khác. Thì các bạn không thích dùng với lại cái chiếc S8 của mình, thích tặng người khác thì chúng ta cũng có thể thoải mái ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn ơi,
mình còn một cái vấn đề nữa ha, đó là cái thời gian sử dụng pin thì F Plus á, nó có thời gian sử dụng pin là khoảng 6 tháng. Thì sau đó thì nhân viên FPT Shop sẽ nhắn tin cho chúng ta đến để thay pin. Rồi các bạn có thể an tâm sử dụng nó thoải mái. Rồi xin cảm ơn các bạn. Điều này là chào thiệt luôn.